đăng Facebook xin một lần công an bắt được, sau 9 ngày, điều ước thành hiện thực. Một thanh niên ở huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, đăng trên trang Facebook cá nhân của mình, xin một lần công an bắt được. 9 ngày sau, điều ước của nam thanh niên thành hiện thực khi bị công an lập biên bản với nhiều lỗi vi phạm. Ngày 14/3, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào lúc 11h45 phút ngày 13 tháng 3, qua tuần tra, kiểm soát công an huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, phát hiện và lập biên bản đối với Trịnh Ngọc Quốc, gần 18 tuổi, trú tại xã Sơn Kỳ, H. Sơn Hà, đang điều khiển xe mô tô bác sĩ 76E1-411.63 với nhiều lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Điều đáng nói, cách thời điểm bị lực lượng công an lập biên bản 9 ngày, vào lúc 21h39, ngày 4 tháng 3, Trịnh Ngọc Quốc đã dùng tài khoản Facebook Quốc Ngọc Trinh đăng trên trang cá nhân của mình là xin một lần công an bắt được. Đến nay thì điều ước này đã thành hiện thực. Theo lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi, ngoài việc Quốc bị lập biên bản xử phạt, chủ của chiếc mô tô trên cũng sẽ bị phạt với hành vi để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1.58 của Luật Giao thông Đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông. Chiều ngày 14 tháng 3, khi tìm xem tài khoản Facebook Quốc Ngọc Trinh thì điều ước nói trên không còn nữa.